nếu bạn là một người livestream bán hàng hay là đam mê chụp hình quay video nè, thì chiếc đèn này có thể đáp ứng được hết cái nhu cầu của các bạn. Với đặc biệt là giá của nó rất là rẻ luôn, đèn 26. Hello, xin chào tất cả mọi người, thì mình đến từ shop Mạnh Tiến Studio. Thì hôm nay mình có đem lại một cái sản phẩm, đó chính là đèn livestream 26cm. Có những tính năng gì và đặc điểm nổi bật của nó giúp nó có thể là chiếc đèn được bán chạy nhất 2020, thì anh em hãy tìm hiểu của mình nha. Let's go. Giờ mình sẽ đập hộp cái chiếc đèn này ra luôn. Dạ, cũng quên nói là khi mà mua sản phẩm này chúng ta sẽ có được một cái chân đèn như thế này. Đây, đây là cái chân đèn. Thì cái chân này có thể cao lên là 2m, rất là chắc chắn, được làm kim loại luôn nha. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Thì chiếc đèn này có thể giúp chúng ta có thể khi mà livestream thì mặt chúng ta sẽ sáng hơn, trông đẹp hơn. Hay là chiếc đèn này có thể giúp các ngành nghề cần sự tỉ mỉ cao là làm nail nè, spa nè, đó, hay là chụp ảnh nè, nó có thể giúp sản phẩm chúng ta nổi bật lên. Và chiếc đèn này dùng nguồn DC 5V, tức là chúng ta có thể ghim vô sạc dự phòng là có thể sử dụng được rồi. Đèn sáng này nè. Đây. Bây giờ mình sẽ test thực tế cho bạn xem luôn. Đây là không có ánh sáng nè. Khi mà có ánh sáng đèn nè, đó, mặt cũng sáng sủa, đẹp trai hơn. Rồi, chúng ta có thể đổi được 3 màu, đó chính là màu trắng nè, màu vàng, vàng nắng á, với lại một cái màu trung tính. Đây, đây màu vàng nè, trung tính nè, màu trắng nè, đó, tăng giảm đều được hết luôn. Đây, mình sẽ giảm ánh sáng lại. Đó, tăng ánh sáng lên. Đó, rất là tuyệt vời. Đây, nếu bạn là một người livestream bán hàng hay là đam mê chụp hình quay video nè, thì chiếc đèn này có thể đáp ứng được hết cái nhu cầu của các bạn. Với đặc biệt là giá của nó rất là rẻ luôn. Đèn 26 này giá cực kỳ rẻ luôn. Các bạn có thể tham khảo giá bên dưới phần mô tả. Thì mình sẽ để link của mình ở phía dưới. Rồi, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye. Áo này giá cực kỳ rẻ luôn.